các bạn hãy thử áp dụng phương pháp SQL vào môn ngữ văn nha. Đây là phương pháp gồm 5 bước giúp người đọc tư duy, suy nghĩ và hiểu về văn bản mà họ đang đọc. Trước khi bắt đầu đọc, hãy tìm hiểu nhanh về nội dung chính của văn bản, đọc tiêu đề, phần tóm tắt, phần giới thiệu, quan sát bố cục và cấu trúc của văn bản. Tiếp theo, bạn nên đặt ra các câu hỏi liên quan đến nội dung bạn muốn tìm hiểu. Điều này giúp bạn tập trung vào việc tìm kiếm câu trả lời trong quá trình đọc. Hãy đọc nội dung một cách chủ động và ghi chú các chi tiết, ý chính, các tình huống quan trọng, đặc điểm nhân vật và hình ảnh nổi bật. Sau khi đọc xong văn bản, hãy cố gắng tóm tắt lại những điều quan trọng bằng cách sử dụng ngôn ngữ của riêng bạn. Điều này giúp bạn xác định được sự hiểu biết của mình và củng cố kiến thức hơn. Cuối cùng, hãy xem lại toàn bộ nội dung và kiến thức bạn đã học bằng cách đọc lại văn bản để trả lời cho các câu hỏi còn sót, đọc lại bản tóm tắt và ghi chú của bạn. Sau đó có thể viết một bài văn ngắn về ý nghĩa của tác phẩm hoặc thảo luận với bạn bè về cảm nhận của mình. Phương pháp này có thể áp dụng linh hoạt cho nhiều văn bản khác nhau, giúp bạn tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ. Vì vậy,